Tụi tôi á là nhân viên của anh Phát. Anh Phát á có nhờ tụi tôi nhắn anh này nè. Anh đang còn nhiều tiền lắm đúng không? Anh sẽ có. Nhưng mà phải vậy nè, ông chủ tôi á muốn nhờ anh đưa ông già đó đi thiệt là xa. Tôi đã phạm sai lầm. Lần đầu tiên em thấy trăng sáng vậy á. Cái mỗi lần mà nằm nhìn trời vậy á, tôi nhớ ông Hải quá. Đúng là trong cái rủi là có cái may. Em yêu anh, anh đừng nói đến chuyện này. Chắc chắn là thất bại. Mẹ cứ bình tĩnh đã. Bà Lan nó đi chơi với bạn rồi. Bà đừng có gọi tới đây nữa. Mệt. Ủa, cô Hay Yến, sao cô lại tới đây? Tôi đến chơi không được hả? Tôi muốn thăm cô Lan và cụ Tín. Tôi e là không được. Cô có hỏi ý kiến anh Phát chưa? Anh biết cô tới đây không? Từ trước đến giờ có bao giờ tôi đến đây mà phải hỏi anh Phát đâu. Rất tiếc tôi không thể tiếp cô khi chưa có sự đồng ý của anh Phát. Cô cảm phiền đợi đây một chút để tôi hỏi ý kiến anh Phát nha. Đừng có làm khó tôi. Đây là nhà hay là cung vua? Để cho tôi tự nhiên đi. Ở đây họ cứ nói tôi điên. Mà nói thiệt, tôi thấy những người khám cho tôi ở đây họ còn điên hơn tôi nữa đó. Chẳng qua tôi thấy mệt quá, phiền phức quá. Tôi không thèm nói chuyện, tôi im lặng cho nó qua chuyện đó. Mà tôi cũng khuyên ông á, đừng có chống cự với họ, thiệt thân mình đó. Thì tôi cũng có nghe nói điều này rồi. Nè ông, sao họ đưa ông vô đây vậy? Mà tôi cũng đâu thấy ông khùng khùng điên điên gì đâu, phải không? Thì tôi cũng đâu có bị điên gì đâu. Giác quan tôi vẫn còn tỉnh táo mà. Mà không hiểu gì sao á. À, chắc có lẽ họ dòm thấy tôi giống tướng nghệ sĩ. Rồi họ nói là nghệ sĩ thì đôi lúc nó lãng mạn. Lãng mạn cũng đồng nghĩa là gần gần với chữ điên điên khùng khùng. Không điên điên khùng khùng mới làm nghệ sĩ. Thế là họ bảo tôi điên vậy thôi. Bà Phi ơi. Cẩn thận, cẩn thận. Y tá tới đó. Nè, đừng có cho họ biết là tôi với ông đang nói chuyện với nhau nhau. Họ mà biết là họ cho uống thuốc ngủ đó. Ở đây chỉ có một cách chữa trị là cho uống thuốc ngủ thôi à. Nằm xuống ngủ đi. Ngủ đi, ngủ đi. Tôi cũng kiếm chỗ ngủ đây, tôi về nha. Xin lỗi vì đã không tiếp đón em tử tế. Cũng tại hoàn cảnh nên anh phải cảnh giác. Anh nghi ngờ ai thì được. Đến em mà anh cũng nghi ngờ là sao? Sao cô giận dữ như vậy? Lỡ công an họ ập đến đây bất ngờ rồi sao? Chưa kể những kẻ nhiều chuyện xung quanh đây nữa. Cô yên tâm, tôi đến đây không phải để làm phiền hay là làm mất thời gian của cô. Tôi đến để thăm cụ Tín và cô Lan, không làm ảnh hưởng gì đến hai người chứ hả? Nhưng mà giờ họ không có ở đây. Cô nói cái gì? Họ đi đâu được? Họ có một ngôi nhà nghỉ dưỡng ở Đà Lạt. Vì muốn yên tĩnh nên họ về đó một thời gian. Và cũng là để tránh xa rắc rối nữa. Anh nói thật chứ? Nói dối cô để làm gì? Cô là bạn của chúng tôi mà. Đó là cách duy nhất mà chúng tôi có thể làm, phải gì không? Phải. Anh Điểm à, chúng ta nói chuyện sau nhé. Thôi, cứ nói luôn tại đây đi, không phải lo cho tôi. Tôi đi đây. Chúc anh một ngày đẹp trời. Và chúc anh may mắn. Cô nhìn cái gì vậy? Hay ở phòng này vậy? Ai ở đây liên quan gì đến cô? Tôi ngủ đây nè. Cô làm ơn ra khỏi đây giùm tôi đi.
Tôi muốn hỏi cô một việc được không? Chồng cô kìa. Anh không theo dõi tôi từng bước một thì anh không chịu nổi hả? Chuyện đó tao nói sau. Đi về đi. Anh nói cho em biết nhé. Anh không muốn theo dõi. Anh không muốn trở thành cái bóng của em đâu. Nhưng trong trường hợp này thì anh phải ngăn cản việc em đến nhà bà Lan. Trong khi chính anh là người đã ép em phải làm thân với bà Lan và anh Phát. Anh vô lý nó vừa chứ. Em chẳng hiểu gì cả. Trong trường hợp này thì khác, em đến đó không an toàn. À, đấy là cách mà anh đối xử với bạn bè của mình đúng không? Khi nào mà họ cần mình nhất thì mình bỏ chạy chứ gì. Tự anh sẽ biết cách đối xử với anh Phát như thế nào. Nhưng mà cô Dung đang ở đó thì em đừng xuất hiện ở đó nữa. Thế tóm lại là họ đang làm gì, họ đang ở đâu? Anh nói cho em nghe. Họ làm gì thì anh không quan tâm. Nhưng anh và em thì không nên tìm hiểu việc họ làm. Dù em muốn hay không thì em cũng đừng nên đến gần những con người đó. Sao vậy? Sao anh không nói cho tôi biết là họ đã đối xử với ba tôi như thế nào? Họ đã làm gì ba tôi hả? Trời ơi, tôi có biết ba bà là ai đâu mà bà hỏi. Tôi xin anh mà, làm ơn đi. Anh nói cho tôi biết đi mà. Tôi không biết chuyện gì hết thiệt mà. Lúc tụi tôi tới đây á là ba bà không còn ở đây nữa. Mà tụi tôi không được phép hỏi ông chủ chuyện đó. Tụi tôi chỉ biết bảo vệ bà và ngôi nhà của bà thôi, đừng hỏi nữa. Anh anh à, mấy hôm tới á cha em ở nhà để coi công việc của Sơn Tàu nha. Hình như là em chờ bên Sơn Tàu có việc cho em để mà không tới công ty làm việc cùng anh đúng không? Sao lại nói vậy? Chỉ có vài hôm thôi mà. Tới khi nào anh hai xuất viện á thì em sẽ về công ty làm việc cùng với anh, được không? Bỏ công việc ở Sơn Tàu á không có ai quan tâm hết, không có được đâu. Sao mà không được? Ở ngoài Sơn Tàu á còn chú Tùng, còn những người khác nữa, lo cái gì? Chứ bộ công ty á có vú én giúp anh lưu hồ sơ. Rồi dây quanh anh á có hàng tá cô thư ký xinh đẹp phụ giúp. Bộ chưa thấy đủ hả? Đừng có mà ích kỷ quá đó nghe chưa. Để cho em làm công việc của em vài hôm thôi, được không? Bác sĩ nói ảnh đang hồi phục, có thể xuất viện vào tuần này, nhưng mà chưa có thể làm việc ngay được. Mà khi anh Hải về nhà, khó có thể nào mà giữ anh nằm nghỉ ngơi được đâu. Thà để anh ở bệnh viện còn hơn. À, vậy là chị không muốn anh Hải ở nhà phải không? Mày không nhớ ảnh rồi. Chị muốn vô bệnh viện với ảnh vào một buổi tối. Nhưng mà còn dướng thằng nhỏ nè. Thì chị cứ vô đi để nhỏ cho em chăm. Em chăm sóc mà được, nó qua nó ngủ với em. Còn anh xuống đất. Vậy? Dạ. Em vô chân anh nha. Rồi, cách vậy? Cắn đứt cổ. À, tối nay chị phải vào bệnh viện với anh Hải rồi. Chắc là không đi dự tiệc tối được đâu. Cô ơi, cô cứ đi đi. Để cậu nhỏ nhà tôi chăm cho. Ờ, à, quên nữa, lên đánh thức dậy cho ăn. Để em. Đi đâu hả? Gì? Đi đâu hả? Lên cho nhỏ ăn. Ăn gì? Nói cho anh nghe nè. Thà em cứ chăm sóc nhỏ, em còn thấy vui hơn cái chuyện mà đi đến cái tiệc khách hàng gì của anh Hà. Chân diện quần quần áo áo mệt lắm. Mình biết nữa, có ai quen đâu đi. Nhưng mà em phải đi với anh. Trời, có vợ phải đi khoe cho tao biết chứ, phải hạnh diện chứ. Nha. Sao vậy? Có chuyện gì nói anh nghe coi. Em vẫn lo chuyện nhà em, rồi lo chuyện của mẹ nè. Sao mấy bữa nay thấy bất an làm sao á, giống như là sắp có chuyện gì kinh khủng xảy ra á. Thì tối đi coi đi, mình nghe ngóng coi sao. Đó. Lão Phát bây giờ thất thế rồi, chỉ biết núp sau lưng bà Dung không à. Mày có dám cái với tao á là bà Dung sẽ cho lão Phát trắng tay không? Sao tao biết được mày ơi. Bây giờ tao thấy anh ta cứ y như con chó vậy, chỉ biết nghe lời thôi hả? Riêng tao thì tao thích bà Dung hơn. Mà tao thấy kỳ kỳ á. Khi không á, ông An đi coi ông Phát là bạn thân. Mà trong khi đó tao thấy ông Phát á, cứ lưng lửng, hời hợt. Không có gì gọi là đặc biệt hết. Sao không có mày? Đẹp trai nè, sang trọng nè. Riêng tao á, thì tao thích anh em nhàn Hải với Hà hơn. Ờ, khi mà đối diện với sự việc á, thì tụi nó cũng tỏ ra chút của thằng đàn ông á, can đảm. Được. Đào hỏi đồ nó cũng mạnh mẽ và can đảm lắm á.
Tao cảm nhận được cái điều đó ngay lần chạm trán đầu tiên mà. Tao cũng vậy. Tại sao chị có thể làm như vậy được? Chị trả ơn gia đình tôi như vậy đó hả? Tại sao vậy? Nè, tại sao chị? Chị là con người gì? Chị là con người gì? Mà định đâu vậy? Tôi thấy con chuột. Mà sao giờ vô ngủ nữa? Tôi sợ mấy con này lắm. Tôi khuyên bà đừng qua ở nhà bên đó nha. Bên đó nguy hiểm, kinh khủng hơn bên đây nữa đó. Đi ngủ đi. Ngủ đi. Chuyện của tôi khổ sở lắm. Tại tôi cho nên cô mới tự dẫn đó. Sao? Mà nói gì vậy? Từ khi mà cô chết đi, hồn cô cứ về đây ngỡ mắng. Cô không chịu buông tha cho tôi đâu. Cứ trách móng tôi hoài tôi hả ông ơi? Tôi sợ lắm. Bà thiệt lẩm cẩm. Không có chuyện ở đâu. Có đó. Hồn cô cổ hả? Hiện về ngay trước mặt tôi luôn. Giữa ban ngày ban mặt luôn. Người ta có nói là cô chết rồi, nhưng mà không có như vậy đâu. Không có. Bà làm tôi sợ theo bà luôn à. Mà hôm nay ngó bà giống bà điên thiệt á ngăn. Nè, ông không được nói tôi đi nghe không? Tôi không hề bị đi. Ông đi đi, ông đi đi. Bữa nay tôi không muốn nói chuyện với ông đâu. Ông cút đi ông Phần, cút đi. Nè, tên tôi không phải là tên Phần nha. Ông là ông Phần. Tôi nghe mấy người ta nói vậy đó. Tôi không hề bị lãng tay. Hay là thằng Phát nó đưa mình vô đây rồi nó lấy tên Phần. Dám vậy lắm. Tôi nói cho bà biết, tên tôi á, bà không cần tìm hiểu gì hết trơn á. Nhưng mà một điều tôi khẳng định là tôi không phải là tên Phần, tên Mộ gì hết. Cần thiết á thì kêu tôi là ông Liệt được rồi. Ồ, bà cũng thôi cái trò mà sợ sợ như nít vậy đi. Quá ngán rồi. Cái vậy? Anh tới làm việc mình nữa kìa. Ông ơi. Ông ơi. Cái gì? Anh tới làm việc mình. Nó không có để mình yên. Hồn của Thủy. Hôm nay cô bay lượn khắp nhà hết được á. Cô không để tôi yên ông ơi. Trời ơi. Thôi. Ừ, bà làm tôi sợ lây thôi bà. Bình tĩnh ra đi. Tôi muốn biết cái thông tin về bệnh nhân Nguyễn Thị Lành, vợ của ông Võ Văn Phi. Theo cái hồ sơ này á, là cái người thanh toán tiền viện phí á là ông Trần Giang Hà. Dạ đúng rồi. Theo lẽ là người ta phải được ở một cái phòng dịch vụ trả tiền, còn đằng này á đưa một cái phòng rất là tệ. Tôi thấy bà ở phòng cũng đâu có tệ lắm đâu à. Không tệ à, tôi đã kiểm tra rồi. Nó không có xứng đáng với cái số tiền mà người ta đã bỏ ra trả cho bệnh viện mình. Khi nào cậu tất về á, kêu lên phòng gặp tôi ngay. Dạ. Có chuyện gì cậu nói đi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Ông già đó làm sao rồi? Hiện tại thì sức khỏe của ông ta rất tốt. Ông ta còn kể chuyện cho tôi nghe nữa. Làm tôi rất ngạc nhiên. Cậu tin lời ông ta làm gì? Tôi thì không sao, nhưng còn mấy người khác. Mà tại sao anh lại giấu giếm tôi cái chuyện ông ta chính là cha của bà Lan? Còn vì việc tôi giúp anh thì quá mạo hiểm. Thôi được rồi, sự mạo hiểm đó đáng giá bao nhiêu? Sao anh thẳng thừng như tôi như vậy? Tôi nói rồi, tôi không có nhiều thời gian đâu. Cậu cần bao nhiêu cứ nói. Bác.
Tụi tôi á là nhân viên của anh Phát. Anh Phát á có nhờ tụi tôi nhắn anh này nè. Anh đang còn nhiều tiền lắm đúng không? Anh sẽ có. Nhưng mà phải vậy nè, ông chủ tôi á muốn nhờ anh đưa ông già đó đi thiệt là xa, đi đến một nơi nào mà không ai biết ông ta đó. Lúc đó anh sẽ rất là nhiều tiền, vì ông già đó là gánh nặng của ông chủ tôi, anh hiểu không? Mà khi anh làm xong nhiệm vụ á, anh nhớ quay lại đây nói tôi đã làm xong nhiệm vụ và nhận tiền. Vậy nha, tôi đi nha. Nhớ nha. Đi á. Ok, có chuyện gì mà đang ngủ em lại ra đây ngồi? Có gì đâu, thỉnh thoảng em mất ngủ một chút đấy mà. Em đang nói xạo anh đúng không? Thời gian gần đây anh thấy em hay chằn chọc mất ngủ, anh biết hết. Sao, có chuyện gì em hãy nói anh nghe. Thật ra thì em đang lo lắng cho bà Lan với cụ Tín, không cách nào bỏ họ ra khỏi đầu được. Điều đó thì có can dự gì đến em mà em mất ngủ? Họ đâu phải người thân thích của em đâu. Không thân thích nhưng mà dành thời gian cho nhau cũng phải có tình cảm chứ. Làm sao mà em yên tâm được khi mà biết họ đang... Biết đâu họ có thể gặp nguy hiểm thì sao? Nguy hiểm nào? Họ đang ngủ rất là ngon. Còn em ấy, em thì mất ngủ vì những lý do không đâu. Không đâu cái gì. Anh biết là có chuyện gì không hay xảy ra rồi mà. Nhất là khi anh Phát với bà Dung đang ở cạnh họ. Chính anh cũng đang theo dõi họ mà. Chính anh đang không biết là em nói chuyện gì đấy. Tại sao anh cứ phải nói dối em, cứ làm cho em tin là cụ Tín với bà Lan đang không có vấn đề gì thế nhở? Em đang bị hoang tưởng đấy à? Tại sao em lại có những suy nghĩ đó trong đầu? Hôm trước em sang thăm, em thấy xe lăn của cụ Tín bị vứt ở dưới tầng trệt ấy. Cả quần áo, cả đồ đạc nữa. Cụ đến chỗ đó để làm cái gì? Làm thế nào mà cụ ra khỏi được cái xe lăn đó? Chắc chắn là có điều gì khủng khiếp xảy ra rồi. Em hãy thôi đi, đừng có nghĩ linh tinh như thế. Anh đi ngủ đây. Em chỉ lo là họ giết hai người đấy mất. Giết người á? Em đang suy diễn đấy à? Em đang làm anh mất kiên nhẫn, em hiểu chưa? Anh chỉ cần em tin là anh Phát bạn anh không phải là tội phạm, thế là được. Cứ cho là như thế đi. Thế bà Dung thì sao? Anh cho em biết đi, cụ Tín với bà Lan đang ở đâu? Tại sao anh cứ nói với em là hai người ấy đang ở cái nhà nghỉ xa lắc xa lơ nào đó thế? Thì đúng là họ đang ở đó thật. Thôi, em đừng nói chuyện tào lao nữa. Em không tin. Anh có biết cái gì anh nói cho em nghe đi. Anh cũng không biết gì hơn em cả. Em đừng có căn vặn anh nữa. Thế thì anh cũng đừng bắt em tin những gì mà anh nói. Rõ ràng là em thấy ba cái kẻ vô lại đang ở đấy. Thôi được rồi, thôi được rồi. Anh sẽ cho em một lời khuyên, là em hãy tránh xa con mụ Dung ra. Điều đó không tốt cho em đâu, em hiểu chưa? Còn nếu như người ta đã nói là bà Lan và cụ Tín ở một cái nhà nghỉ nào đó thì em phải tin và đừng có hỏi nữa. Có thế thôi. Lan à. Lan. Lan, Lan. Ba muốn nói chuyện với con. Nếu con không mở cửa nói chuyện với ba đó, ba sẽ ngồi đây tới sáng luôn á. Ba, ba đừng làm phiền con có được không? Ba về phòng đi. Tại sao ba không được nói chuyện với con chứ? Hay là muốn nói chuyện với con ba phải hẹn ngày hẹn giờ trước hả? Ba à, con xin ba mà, ba đi về phòng đi. Trời ơi, tại sao con lại đuổi con Đỗ Quyên đi hả? Con là mẹ của nó mà, con làm vậy mà coi được hay sao hả? Con mở cái đường này, con ra đây, ra đây, ra đây. Ba, con, con không thể ra ngoài được. Sao? Kẻ nào bắt con làm vậy chứ? Tại sao con không ra ngoài được? Thôi được rồi, bây giờ ba muốn gì? Ba nói đi. Lan ơi,
Bà có cái cảm giác nó kỳ kỳ lạ lạ gì đó trong cái nhà nị nè hả? Không có gì đâu ba, chỉ là tưởng tượng thôi à. Con là kẻ dối trá, phải có cái chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra trong nhà này nè. Chuyện gì vậy chứ? Ba ơi, không con có chuyện gì hết. Con nói cho ba biết, bởi vì ba là ba của con mà. Không có chuyện gì hết ba, ba đi về phòng đi. Con ra đây ba nói chuyện với con nè. Đi. Lại đâu không sao? Có chuyện rắc rối xảy ra đó. Giải quyết cái gì hả? Chúng mày muốn làm cái gì đây? Tao thách tụi mày đó. Có tụi mày làm như tao? Ai cái gì đây hả? Không kiếp, mày không hiểu cấp. Ba tôi, ba tôi. Cái người dừng lại nữa không hả? Nè, đừng có đụng cái ba tôi mà. Không. Trời ơi, nếu có chuyện gì xảy ra với ba, tất cả là tại con. Con không thể tha thứ cho con được. Ba ơi, ba ơi. Anh nhận lời làm chuyện đó hả? Tôi thấy ổng không có bị thần kinh đâu. Tôi là tôi không nhúng tay vào chuyện này đâu. Cô chỉ cần đưa thuốc cho tôi, có việc gì về văn phòng tôi giải thích sau. Không thể tin nổi. Trời ơi, chắc tôi đi thiệt quá. Ồ, mấy cái này mà đem bán hay là đấu giá là bộn tiền luôn rồi nha. Ừ, chị thấy ý kiến này cũng được đó. Hay là mình cứ để lại dùng trong những buổi trình diễn được không? Chị không thích nữ trang lắm. Dù thấy tụi con đã hỏi ý kiến cậu Hà chưa vậy? Cậu Hà có đồng ý đem cái số nữ trang này cho tổ chức từ thiện không? Từ trước tới giờ con cũng không biết phải xử lý số nữ trang này làm sao nữa. Con nghĩ là ba chị em thích cái nào thì cứ lấy xài đi. Em thì không có thích xài đồ của bà Tuyết đâu. Em đồng ý. Em cũng có thích xài đồ của người ta, mà còn là đồ của người đã khuất nữa. Chị cũng nghĩ như vậy. Được rồi, nếu mà không ai xài hết thì mình sẽ lấy số nữ trang đó đem làm từ thiện. Tối nay chị không vô bệnh viện với anh Hải hả? Chị cũng muốn vô với ảnh lắm, nhưng ảnh nói là chị phải ở nhà trong Sơn Hải. Trời ơi, làm như nhà ít người lắm vậy á. Chị vô đi, ở đây có em, Giang, rồi chị Quyên, rồi... Vú nữa. Trời, mọi người ơi mọi người, mau mau ra xưởng tàu, Long Lân đánh lộn với chú Tùng bệnh á. Trời đất, trời đất ơi. Cứ để đó cho em. Ông nói gì? Ây, 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 mày sao làm gì vậy? Sao chết tao hả? Ông nói gì vậy? Ông nói gì? Ây da, mày sao với tao à? Chú Tùng, tao đã nói là dừng lại rồi, biết không? Ây da, mày sao? Trời, bình tĩnh đi. Bùa gì vậy? Trời, sao nhỏ con mà sung vậy? Đừng nghĩ tao già tao sợ nha. Hả? Hả? Mày muốn sao? Thôi, chú, tao đã nói là thôi rồi mà. Chú bình tĩnh đi. Tưởng là tao múc luôn hai thằng bay á. Là do chú Tùng hết á. Tại ông hết á. Tại cái gì? Hả? Thì mày thích tao chiều luôn. Trời, trời ơi. Mày nói gì? Thôi, buông ra. Buông ra. Dừng lại chứ. Tao đã nói là mọi người im hết đi chứ. Nè, chú Tùng, có phải chú nghĩ là con có anh Hải đây, cho nên chú muốn làm cái gì thì làm đúng không? Nè, tôi nói cho mấy người biết nghe chưa, nếu như bây giờ mấy người còn gây rối như vậy nữa, tôi sẽ đuổi việc hết đó. Nè chú lớn tuổi rồi mà sao súng máu mà vậy? Đánh nhau với thằng thanh niên. Sao, cũng phải làm phải sớm phải không? Lấy đồ đập hết luôn đi, đổ luôn đi. Sao chú Tùng? Gì mày? Em hỏi anh nè, lấy cha mày ra giỡn là ổng đó. Ê nha, tao chỉ nói bâng quơ. Chú phải tự nhận dáng chiều. Thôi gì, bây giờ tôi nói, tôi lấy gia đình ra ông ra đổi bằng qua được không? Không, ông thôi, biết nói chưa? Là không mà. Mày dám không? Bây giờ dám đi. Thôi chú, mày nói đi, tôi chơi mày luôn. Không ngại luôn. Không gì vậy? Mày chú vừa phải vậy? Chào ra. Tôi đi. Trời ơi. Ông ơi, dậy đi. Hả? Trời. Trời đất. Giữa đêm khuya, bà mò qua phòng tôi. Bà muốn gì đây? Không có cái gì hết. Tôi nói ông nghe nè, tôi bị buộc phải chuyển qua phòng khác, ít có được gặp ông rồi đó. Nhưng mà cô mới nghe một chuyện rất là quan trọng. Chuyện thằng Phào gì nữa đây? Không hề thằng Phào chỗ nào hết trơn á. Nè,
Tôi nghe người ta nói á là có ai đó đưa tiền để người ta chuyển ông ra khỏi đây đó. Có chắc là bà nghe đúng vậy không? Ông không tin tôi thôi, nhưng mà không được, ông phải tin tôi chứ. Nè, tuyệt đối không có đủ uống thuốc mà hai người đó đưa cho ông biết không? Người ta ghê gớm lắm đó, không có tin họ được biết không? Nhớ không? Trời đất ơi, bà này làm gì ở đây vậy? Đừng có la lớn, bà bị mộng du đó, để bà ngủ đi. La lớn quá bà đứng tìm bà chết. Bác mệt với bà à? Nè, dậy đi, tôi đưa về phòng. Nè, nè. Nhẹ thôi, thầy bà nằm chút xíu đi. Thầy, đứng lại. Thầy, chờ đã. Thầy, Yên Khê. Thầy, Yên Khê. Thầy, em bị gì vậy? Thấy em ú ớ la quá trời à, còn gọi tên Thủy nữa. Em lại nằm mơ. Em mơ thấy em và Thủy ngồi xem đám cưới của ba mẹ em. Dì Út cũng có đó nữa hả? Đúng rồi. Ba em mặc đồ chú rể, mẹ em mặc đồ cô dâu. Em có hỏi Thủy, nhưng mà cô nói cái gì em nghe không rõ. Sao em hay có những giấc mơ kỳ lạ quá vậy? Thôi, ngủ tiếp đi. Không có sao đâu, ngủ đi. Anh xuống coi bà đi, bà đang trong tình trạng rất nguy hiểm. Chị có nói quá lên không? Không, bà yếu mà nhìn thảm lắm. Đã ăn ít rồi mà ăn cái gì vô là ói ra liền à. Không thể giam bà trong đó lâu được đâu. Vậy bây giờ tôi phải làm gì với bà? Hay là anh xuống nói chuyện với bà đi, tìm cách nào để cho bà bình tâm lại. Thật sự tôi không muốn gặp bà ta, không muốn chút nào cả. Họ chuyển tôi tới một căn phòng đầy đủ tiện nghi, đẹp lắm. Vậy hả? Ừ. Vậy thì tốt, tôi mừng giùm bà nghe. Nè, ông có nhớ hôm qua tôi dặn ông cái gì không? Dặn gì? Không có được uống những cái viên thuốc mà họ đưa cho ông đó. Tôi biết họ đang có âm mưu với ông đó. Bà yên tâm đi, trừ trường hợp họ ép tôi uống thôi, ngoài ra tôi không uống bất cứ thứ gì hết ngoài rượu. Ừ, đúng rồi đó. Thôi tôi đi nha. Chứ mất công hả, họ tới họ bắt gặp thì phiền lắm. À khoan, tôi nói nghe nè, nếu mà ông rảnh á, ra tới phòng chờ, có gì tôi giới thiệu ông với gia đình tôi luôn ha. Tôi đi nghe. Con vừa nói gì Yên Khê? Con và anh Lưu vừa bàn là sẽ tổ chức cuộc thi đấu giá đồ trang sức của bà Tuyết trong buổi trình diễn thời trang. Anh Lưu muốn mời mẹ tới tham dự. Không không không, mẹ không bao giờ xài những cái món đồ rẻ tiền và tội lỗi đó. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Thì là người sao thì của nó cũng chim bao vậy thôi, nó phản ánh chủ nhân của nó. Bà, con nghĩ không phải giống như bà nói đâu. Thôi thì bây giờ bà cứ làm đi, coi như là mình làm từ thiện, tích đức cho con cháu sau này đó bà. Cho con nữa. Còn mày nữa, ai hỏi mày mà mày cũng xía vô hả? Những cái món đồ đó đó, nó chỉ thích hợp với cái hạng người để thỏa thôi, hiểu không? Mẹ đừng có nói vậy, dù sao thì bà Tuyết cũng đã mất rồi. Con đã thay đổi quá nhiều kể từ khi con sống chung với những người đàn ông hư hỏng đó, nhất là khi con dính dáng tới thằng Việt. Mẹ chẳng có thay đổi gì cả. Mẹ đừng có xúc phạm tới anh Việt, con không chịu đâu. Mẹ không xúc phạm nó, nhưng mẹ muốn nhắc cho con nhớ là con đừng có lãng phí thời giờ với nó. Nó không bao giờ cưới con đâu. Con cứ nhìn gia cảnh của nó đi thì biết. Ba nó là bỏ đi theo một người đàn bà khác khi mà mẹ nó còn đang bệnh, hiểu chưa? Đèn tỏ đó mà còn không rõ được chân cột thì huống chi là đèn tù mù con. Con không muốn tranh cãi với mẹ nữa. Con muốn đưa ba đi dạo. Mình đi ba. Được rồi, chút xíu nữa mẹ sẽ đưa ba đi. Dạ, chào cô, mình đi chưa cô? À, chút xíu nữa Bình sẽ giúp mẹ đưa ba đi dạo. Dạ, vậy con chào mẹ. Yên Khê, đợi ba với. Con không đến chào ba hả?
con luôn bên cạnh ba mà. Ba yêu con, con xứng đáng được hưởng hạnh phúc mà. Nè, cô y tá. Dạ. Tôi muốn xuống phòng chờ cho khuây khỏa. Nằm hoài chắc bụng xương quá. Ủa, ông chờ người nhà ông tới hả? Người nhà gì đâu. Xuống dưới đó coi khách tới thăm bệnh viện. Cô lấy tôi chiếc xe lăn nha. Dạ. Muốn hỏi câu gì? Con chưa bao giờ thấy cô đề cập tới vấn đề thừa kế của con. Con biết là nói ra lúc này rất là sổ sàng. Nhưng mà con muốn biết rõ ràng để còn con tính chuyện của con nữa. Thì mày muốn tính gì thì mày cứ tính. Nó không có liên quan gì tới cái chuyện thừa kế hết á. Sao lại không? Dạo này Yên Khê nó về nhà rất là thường xuyên. Con không muốn bị rắc rối sau này. Chẳng thà sòng phẳng ngay từ lúc này để tránh rắc rối vậy sao? Nói gì thì nói, Yên Khê nó vẫn là con gái của cô. Con đừng bao giờ quên điều đó, nghe chưa? Con gái của cô hả? Ừ. Có cần con nói Yên Khê là con gái của ai không? Với lại Yên Khê còn bỏ cô mà đi nữa. Nếu mà mày nói như vậy đó thì nghe rõ đây, toàn bộ tài sản của cô sẽ giao hết cho Yên Khê. Bà Lan, bà Lan, tôi muốn nói chuyện với bà. Tôi không muốn gặp anh. Tôi không muốn nói chuyện với anh. Tôi đến đây không phải để tranh luận với bà. Tôi muốn biết sức khỏe của bà thế nào thôi. Để làm gì chứ? Tôi quan tâm đến bà là chuyện bình thường mà. Bà phải giữ sức khỏe. Nếu như bà không bệnh hệ gì thì người thiệt thòi nhất là bà đấy. Bây giờ bà cần gì cứ nói đi, tôi sẽ giúp. Nếu như anh muốn giúp tôi thì anh đã không đối xử với tôi như vậy. Bây giờ tôi chỉ muốn ước một điều, rằng giữa tôi với anh không hề có mối quan hệ nào khác, mặc dù chỉ là mối quan hệ quen biết bình thường. Bà đừng có ước cái gì nữa. Bây giờ tôi muốn biết bà cần cái gì. Tôi cần anh biến khỏi tầm nhìn của tôi. Bà cứ như thế thì làm sao có thể nói chuyện được. Tôi sẽ gửi thuốc bổ cho bà. Khi nào cần thiết bà hãy uống. Không cần. Tôi không cần bất cứ điều gì của anh hết. Còn nếu như anh muốn giết tôi, hãy làm điều đó ngay bây giờ đi. Tôi đáng bị như vậy. Tôi đáng bị như vậy bởi vì tôi đã tin vào một thằng khốn nạn như anh. Tôi đã chống lại ba tôi, chống lại các con của tôi, chỉ vì tôi quá mù quáng tin ở anh. Đi đi, đi ra khỏi đây đi. Thôi được rồi, tới giờ cô phải đưa Dượng đi dạo rồi. Anh Lưu anh nói đúng. Lẽ ra con không nên tin những lời hứa của cô. Chào cô, con đi, con không bao giờ quay lại cái nhà này nữa. Tao cũng không muốn thấy cái mặt mày trong cái nhà này. Thôi mình đi dạo đi ha, cưng ha. Yên Khê, Yên Khê đâu? Yên Khê. Đó, bà thấy chưa? Giờ ông chủ chỉ muốn đi dạo với cô Yên Khê thôi à. Ông chủ, bây giờ cô Yên Khê đi rồi, có con đưa ông chủ đi dạo được không? Không, Yên Khê, Yên Khê. Giờ ông chủ không chịu đúng không? Ờ. Khỏe, ông chủ ở đây đi, con đi nấu cơm. Ủa, tại sao ba không tới thăm mẹ? Mẹ à, chắc ba bạn coi quán á, cho nên không tới thăm mẹ được.
Bữa nay con thấy mẹ khỏe hơn rồi đó. Bác sĩ cũng nói sẽ cho mẹ về sớm, nhưng tụi con còn lo lắm mẹ. Tụi con không muốn cho mẹ ra khỏi đây đúng không? Sao mẹ lại nói vậy? Tụi con chỉ sợ mẹ xuất viện mà chưa khỏe hẳn thôi. Thằng Lân nó nói đúng rồi đó. Lỡ mẹ về bệnh nặng hơn thì sao? Hay là mẹ qua nhà dì Tú ở đi, con thấy bên đó yên tĩnh á. Hình như mẹ không thích sống chung với dì Tú đúng không? Đúng rồi, mẹ không bao giờ qua ở với dì Tú đâu. Mẹ chỉ muốn về nhà mình, muốn về quán của mình thôi ạ. Mẹ à, sao mẹ cứ khăng khăng nói gì hoài vậy? Quán mình ồn ào, lỡ mẹ về bệnh nặng hơn thì sao? Tại sao tụi con lại không muốn cho mẹ về nhà? Có phải... Nè, có phải tại ba không muốn cho mẹ về đúng không? Đâu phải đâu, ba ngày nào cũng mong mẹ về hết á. Nếu mẹ không thương thân mẹ thì không ai thương mẹ đâu. Mẹ phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình chứ. Thôi trễ giờ rồi, tụi con về làm. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nghe. Hôm nào rảnh tụi con vô thăm mẹ nha. Con về nha mẹ. Con về nha mẹ. Bộ không ai tới thăm bà hả? Có, mà mới về hết rồi. Bà ta sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu, nhưng bà ta sẽ bị bệnh. Bà ở lâu như vậy chắc chắn sẽ bị bệnh mà. Nó nói đúng rồi đó. Ở đây vừa âm thấp, tối tăm. Tôi thấy hiện giờ sức khỏe của bà ta cũng có được tốt đó. Hay mình mời bác sĩ tới khám cho bà được không? Cô bị điên hả? Tôi không muốn bà ta chết, nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thì phải chịu thôi. Nhưng rủi bà chết thiệt thì sao? Đừng có nói chuyện vô nghĩa đó. Bà ta sẽ không chết. Tôi cần bà ta sống để ký vào những giấy tờ cần thiết. Không có chuyện gì có thể ép được bà ta làm chuyện đó. Anh quên chuyện đó đi. Không gì là không thể. Tụi tôi có một cách. Nè, tụi tôi có thể bắt bất cứ ai ký vào giấy tờ theo ý muốn, nhưng mà giá hơi cao đó nha. Coi chừng có khách đến kìa. Ai vậy? Bà Út và ông chồng. Bà ta không nguy hiểm đâu, nhưng dù sao cũng không nên đến vào lúc này. Thôi, cô đi ra ngoài đi. Dạ. À, con chào cô chú ạ. Ờ, chào. Lâu con rồi mới thấy cô chú đến chơi. Cô đưa chú đi dạo, tiện đường ghé thăm mẹ. Mẹ có nhà không con? Dạ, mẹ con với ngoại đi nghỉ rồi. Tao nói thiệt với mày nghe, tại tao lỡ hứa lý với lão An á, không thôi là tao không ở đây đâu, tao biến đi cho nó rảnh nợ. Cổ gì nữa, bồi gì mà bẻ ra tao mày đi tù nha con. Đã vậy còn nhỏ Dung nữa, bất tài, liều mạng, đã khùng rồi còn đặt tỏ ra nguy hiểm nữa. Thôi kệ nó đi, bây giờ làm gì làm, phải lấy được chữ ký của bà Lan, cầm điện trong tay, trốn khỏi chỗ này, tao ngán quá. Vậy giờ mày tính sao vậy bà? Đến gì tính, để coi người ta trả tiền mình sao rồi mình tính. Chú ấy cần gì ạ? À, chắc là ông đang đói bụng đó. Lúc đầu tôi không định đến đây, nhưng mà dắt ông đi tới đi lui, đi tới đi lui, tự nhiên nhìn lên là thấy đứng trước cổng nhà này. Dạ, vậy để con nói người làm cái gì đó cho chú ăn. Cô Mị. Dạ. Cô làm gì đó cho chú ăn ha? Dạ. Cô đã gọi điện thoại cho mẹ nhiều lần nhưng mà không gặp. Không biết là mẹ có chuyện gì giận cô không? À, không có gì đâu ạ. Thời gian này mẹ con bận chăm sóc cho ngoại nhiều nên cũng bận lắm. À, nhưng mà mẹ với ông ngoại á đi nghỉ ở đâu vậy con? Mẹ con nghỉ ở nhà riêng của mẹ. À, thời gian này mẹ con cũng muốn ở đó một thời gian để thư giãn. Mà cũng không muốn gặp mặt mấy người con gái. Con cũng không có cản được. Ủa sao lúc này thấy nhà cửa vắng vẻ vậy con? Người làm đâu hết rồi? Thời gian vừa rồi cũng xảy ra nhiều chuyện. Chắc nghỉ ngơi một thời gian sẽ mới tính tiếp. Rồi mẹ con đi bao giờ mới về? Con cũng không biết nữa. Chắc là khi nào mà ngoại chán chỗ đó rồi mới về. Chứ con với ngoại cũng đâu có hợp nhau. Ơ, ông Nông mất tiêu rồi. Cô Mị. Dạ.
Có chú Út ở đó không? Dạ không. Chắc phải đi tìm chú thôi. Tôi chết. Ông ơi. Ông Út à? Ông đâu rồi ông ơi? Ông Út. Có chuyện gì vậy? Tôi với con Phát mãi là nói chuyện. Ông đi đâu mất tiêu rồi? Thì ông già đi ra ngoài. Thôi ba vào phòng khách chờ đi. Tôi đi tìm cho. Không, tôi không thể nào ngồi yên một chỗ được hết á. Anh cứ ông chỉ bị đi theo tôi. Ông Út à? Ông ơi. Ông Út đây. Không, tôi sẽ không dùng bất cứ thứ gì từ các người hết. Mà thôi đi. Các người đang muốn giết tôi phải không? Đang lên kế hoạch để mà tra tấn tôi chứ gì? Tôi biết hết rồi, tôi đã nghe hết rồi. Trước sau mọi chuyện cũng kết thúc. Bà nên hợp tác hơn là chống đối lại chúng tôi, nghe không? Đừng mong điều gì từ tôi hết. Tôi sẽ không ký bất cứ thứ gì cho hai kẻ độc ác đó đâu. Tôi nghĩ bà cũng nên liều mạng sống mình để làm gì. Bà thử nghĩ coi, tiền bạc của bà nè, với mạng sống của bà, cái nào quý giá hơn? Ông ơi! Ai ngoại vậy mày? Chú! Ai vậy? Tiếp cô Lan. Cô tìm thấy chú ấy ở đâu đấy? Dạ ở dãy nhà bên kia. Ông bị kẹt ở trỏng không có ra được. Cô đi tìm bà Út về ngay. Không bà ấy phát hiện ra cô Dung ở đây là nguy hiểm rồi. Dạ. Trời à. Ông. Ông ở đây mà ông làm tôi sao không á? Cô trông chừng chú ấy đi. Không phải lạc lần nữa đấy. Thôi thôi đi về thôi. Bà ơi con làm đồ ăn xong hết rồi. Đói đói ăn. Thôi 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 được rồi. Bà cảm ơn con, bà không muốn làm phiền con thêm nữa. Thôi đi về không? Nè con, dạ. Nhắn lại với mẹ đó là cô gửi lời thăm nha. Và nói với mẹ gọi điện thoại cho cô nha. Dạ con sẽ nhắn ạ. Bà ta có nói gì với anh không? Tôi không nghe thấy gì cả. Tôi thấy bà vội vã ra về với vẻ mặt hốt hoảng. Vậy là bà ta biết bà Lan đang ở đây. Nghĩa là bà ta biết anh nói dối. Một người ngu cũng biết chuyện bất thường đang xảy ra. Phải ngăn chặn bà ta lại, nếu không sẽ nguy hiểm cho tất cả chúng ta. Vui á. Thôi thôi thôi. Ngồi xuống ngồi xuống. Tập thể dục. Chạy nữa hả? Vui vui vui. Lẹ lên, mày làm gì như rùa vậy? Mày ăn ít chút đi. Mệt quá. Thôi. Mệt quá rồi. Không à. Mệt quá rồi. Sao không lấy xe đẩy mà chạy bộ quá vậy?